Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Vâng, hôm nay ngày 15 tháng 9 năm 2020, cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành tiếp tục làm video clip giới thiệu tới quý vị và các bạn mẫu hoành phi câu đối. Đây là mẫu hoành phi câu đối siêu to khổng lồ, có kích thước là dài 2m37, chiều rộng 1m07. Chúng tôi làm bao bọc bên ngoài một cái tai khám thờ, giống như cái mẫu khám thờ mà chúng tôi vẫn hay làm, đó là chạm long hóa mai và hai bên chúng tôi chạm phượng hoàng. Phần khung và chúng tôi làm dày 8 phân, to 10 phân và phần ván chúng tôi làm dày 3 phân, chạm 4 chữ Ẩm Hà Tư Nguyên, chữ Hán Nôm thì chúng tôi đọc từ phải sang và có dịch phụ đề phía dưới cho quý khách dễ hình dung. Trong video trước chúng tôi đã giới thiệu rất nhiều các cái mẫu sản phẩm như hoành phi câu đối lồng cuốn tư, hoành phi câu đối trơn, hoành phi câu đối chặt gấm thì quý khách có thể vào trang chủ để xem thêm. Và tất cả các cái bộ chữ vậy trong trang chủ kênh Đồ Gỗ Hiền Lành có rất nhiều. Và hôm nay chúng tôi giới thiệu đến bức hoành phi sơn son thiếp vàng, 4 chữ Ẩm Hà Tư Nguyên và có vành tai bên ngoài. Đây cũng là đơn đặt hàng của khách hàng đã đặt hàng online chúng tôi. Hôm nay chúng tôi mới xong phần hoàn thiện, chúng tôi giới thiệu và chuẩn bị bàn giao cho quý khách trong đầu tháng 8 tới. Chúng tôi sẽ gửi xe khách. Quý vị hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để xem thêm các cái mẫu sản phẩm của chúng tôi tại địa chỉ kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành, hoặc liên hệ theo hai số hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi là nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Quý khách hãy đăng ký kênh để cập nhật được các cái mẫu video về đồ thờ cúng mới nhất cũng như đồ gỗ phòng khách. Chúng tôi làm rất nhiều đồ gỗ. Quý khách hãy ủng hộ kênh chúng tôi. Cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo.